nhận nút kim cương danh giá từ YouTube. Nổi lên trong danh sách top 10 kênh YouTube hàng đầu tại Việt Nam, làm vlog chuyên thực hiện các thử thách 24 giờ, video về ăn uống, du lịch cho tới video chế tạo vật phẩm, thử làm thí nghiệm. Ở nội dung ăn uống, kênh này gây chú ý với thử thách ăn các món siêu to, siêu cay, siêu nhiều. Dù các video quay dựng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mỗi video đều đạt được lượng người xem khủng. Fan cho rằng chính nhờ cách nói chuyện dân dã và gần gũi của chủ kênh ghi điểm cộng. Năm 2021, làm vlog khi anh được xướng tên ở gala WeChoy tại hạng mục Hot YouTuber của năm. Anh vượt qua những cái tên đình đám như là Hậu Hoàng, Thiên An, Ẩm Thực Mẹ Làm, giành chiến thắng với sự tin yêu của người xem. Hình ảnh của Lâm Vlog dù là trên mạng xã hội hay khi đã đến với WeChoy đều rất giản dị, chất phác với dép lào cùng với trang phục đơn giản. Chính vì anh luôn giữ sự thuần hậu, đáng yêu này mà Lâm Vlog lúc nào cũng được lòng fan kiên trì ủng hộ. Cùng sự phát triển mạng xã hội TikTok, kênh YouTube của anh không còn được nhắc tên nhiều nữa, khiến nhiều người lầm tưởng kênh này đã chìm. Thế nhưng không phải vậy, Lâm Vlog vẫn kiên trì ra sản phẩm phù hợp với định hướng của mình. Mới đây anh vừa có được người theo dõi thứ 10 triệu, chính thức rinh về nút kim cương của nền tảng này. Cách đây không lâu, Thơ Nguyễn là YouTuber Việt Nam giành được danh hiệu này. Được biết chủ kênh Lâm Vlog có tên thật là Lê Hoàng Vũ Huy, tên ở nhà thường gọi là Lâm, sinh năm 1990. Anh bắt đầu làm YouTube cách đây 5 năm. Việc duy trì được lượt xem và người theo dõi khủng của vlogger này đến ngày hôm nay là nhiều nỗ lực và rất đáng nể. Chúc mừng anh và cả team! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Bật.